Bằng thầy, tôi nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi gọi thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy cho là khó chịu, còn từ nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ của thầy đã biết. Sao thầy không chịu nói? Trời ơi, anh đang cúi đầu chờ âm huệ. Hoặc ba thằng tâm, nếu được tin mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Quê cái từ nay chúng ta nguyện gọi nhau cho đến hơi thở
hòa cho con trong ngày cưới. Cái danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ đến chuyện năm nay? Em định gửi quà gì cho con? Đây mặt con theo còn gian dở. Chim nguyên ương trong anh chớp đàn trời đây. Thank you.
năm năm mới đó, bây giờ là đây. Mai Đình, anh Trí, anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô. Một bài thơ nét chữ dạt dào.
lễ tân năm nay thì mới tìm thấy cho mình được một niềm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên đường tòng quân xa phố phường xa tiếng mẹ hiền. Cho dù biên cương hay hải đảo muôn vàn hiểm nguy, mẹ ơi dừng chi quê nhà xuân hoa dình dơ. Theo nhịp của đoàn quân ca con sẽ quay về, theo nhịp của đoàn quân ca. Mẹ ơi đường hành quân quá nhiều hiểm nguy gian khổ, đêm từng đêm con giáp mặt dơ thank you.
bốn bảo giả vậy thi gan cùng lan xuôi. Em đã bày sẵn con dao bỏ túi đến mức đường cùng mắt thì mà có sao đâu, mình đã đâm thù thì không còn sợ nữa thì bảo cùng chân đây.
được hãy cũng đi tiếng tiêu sầu buồn ba để trên đời này dân bóng thương khói thương biến thành trang tình sự tiếng si tình quá thành hồng lưu ly. Chưa gặp
khi hai Bà Trưng thúc giang hồi chống trận. Đất nước chở mình theo nhịp trống tiến quân, và hôm nay đất nước bước vào xuân. Rồi mùa xuân nối tiếp mùa xuân, đồng hành cùng dân tộc. Ông cha xưa làm thơ và đánh giặc để con cháu đời sau hưởng hạnh phúc muôn. Hào khí dân Nam ngàn phần sáng ngời, làm chi lăng giảng kiếp mãi là niềm tự hào của nòi giống rồng. Chiến thắng ta mang về độc lập tự do, làm đảng danh tiền nhân đi mở cõi. Qua bao cuộc thăng trầm đất là xuân, xuân ở lòng ta, xuân qua thần ô cửa nhỏ. Xuân trên một dải cờ đồ, giữa kinh thành Thăng Long khi còn tôi sống dương màu. Nguyện quê để chọn cảnh đào nơi đất Bắc, rồi người ăn tầm gửi tặng ngọc mang. Trời phú xuân mang đầm cỏ tiên tăng xuân khát khao độc lập, nghĩa cả tình chiến đôi đường vẹn vẹn, dành cho sang Hà bằng thằng tóc anh quân. Một vườn hồng tỏ rạng đất nước ta, Hồ Chí Minh người lèo lái con thuyền cách mạng. Dân tộc Việt Nam bước vào trận chiến mới, phải thắng kẻ thù để thống nhất non sông. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Lời người hiểu triệu năm xưa còn vang mãi đến bay. Chiến sĩ đồng bào Bắc Nam xung họp, xuân nào vui hơn. Mang lời dạy của người, chúng con sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng dày tương lai phơi phới. Chiến công nối tiếp nhau trên đất nước bốn ngàn năm lịch sử, những người dân đầu chân chân đất này đã dãy núi Trường Sơn bị tàn phá bởi bom rơi, nhưng qua dần nở đỏ đỏ theo bước quân đi, theo đoàn xe ra chặn đỏ
theo hồng dân tộc yêu độc lập tự do. Ơi những cánh rừng làm đồng nước mênh mông, những địa đạo quê hương dung gia bao chiến sĩ, những điểm xuân ấy đã làm nên chiến dịch đại thắng mùa xuân thoải buồn người. Và hôm nay cũng một buổi sáng mùa xuân, đất nước giàu xuân trên khắp mọi miền dạng nèo, cả dân tộc là hồn xuân ra. Xuân của bao người, xuân ở trong ta. Tàu lá chuối sạc xào trong gió hoàng, hạt mưa bê con thơ mây da trắng đắng lòng nhớ mãi bóng vợ hiền năm cũ. Nghe tiếng mưa rơi cõi lòng tê tái, nhớ bạn tình chung mà lê chài dòng. Đã mấy năm dư trong tình nghĩa vợ chồng, làm sao quên được ngày chung chăn trẻ gối, đã từng quán nồng tình đắp lạnh cho nhau. Nhớ giang đứng tương đi, nhớ làng môi ánh mắt lặng nụ vợ hiền năm cũ còn đâu, nàng đã im lìm nằm sâu với ba tấc đất. Thật giả thương chồng như thế mà tôi đây. Nào đâu rõ thơ cho một tâm lòng cao quý, hey.
đành mỏi giờ nhà mà chẳng chung son thường. Dù gặp bao cảnh đắng cay, nàng cũng lặng thinh không một lời oán trách. Vì cho đến đêm kia, vì nàng đã kiệt sức và nàng đã chút hơi thở sao cùng. Trước khi nàng nhắm mắt đi, chẳng nàng có trao lại cho tôi một số nữ trang và tiền bạc nàng đã dành dụm bấy lâu nay. Vì sợ chồng mình bê tha, nàng giấu tin khi để phòng khi hổ sợ. Nhìn di ảnh của mình đèn dầu mà lòng anh ấy tim tim ruột bầm gan. Mình ơi, hồn mình có hiện linh và hình thương tha chứng giám cho người chồng nhiều coi lòi. Nay biết ăn năn bê con thơ chẳng chọc nhớ vợ. Thì chúng với người quá